phải tạm hoãn lại một chút, bởi vì có một nhân vật rất đặc biệt xuất hiện trong chương trình Cầu Thủ Nhí 2020 và đến để làm quen với tất cả chúng ta ngày hôm nay, thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng. Vâng, rất là cảm ơn Bùi Tiến Dũng đã đến với Cầu Thủ Nhí 2020 và ngày hôm nay thì bạn có thể nói một điều gì đó với tất cả các cầu thủ nhí ngày hôm nay. Em hôm nay em rất là vui bởi vì nhìn thấy tất cả các bạn nhỏ đây cũng như cái tuổi thơ của em thì không có một cái sân chơi nó như thế này, em chỉ chơi ở một cái sân làng, sân bãi, sân ruộng thôi, và hôm nay được có mặt cùng với tất cả các em, được giao lưu với các em là một điều rất là tuyệt vời của em hôm nay. Nào bây giờ các con có thể đến để bắt tay với Bùi Tiến Dũng nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đá penalty cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng. Wow, không vào, tuyệt vời, phản xạ tuyệt vời. Wow. Hai trái. Nào, bắt đầu. Không vào, tuyệt vời. Tỷ số bây giờ là 2-1, nghiêng về đội của Bùi Tiến Dũng. Được. Wow, bắt dính luôn. Yeah. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm sẽ trao một món quà kỷ niệm, đó chính là một chiếc khung thành dành cho thầy trò của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, quận 12. Mình rất vui khi có một em học sinh của trường đạt giải trong chương trình Cầu Thủ Nhí. Vinh dự hơn là được chương trình tặng cho nhà trường một cái khung thành. Cảm ơn chương trình và cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Và bây giờ thì Bùi Tiến Dũng có thể nói một lời gì đó để chúc cho hai đội, đội Cầu Thủ Nhí 2020 và đội của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực ạ. Chúng xin gửi lời chúc cho tất cả các con có một cái sức khỏe thật là tốt để theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Để khi nào mà các con còn yêu chạy bóng thì hãy chạy theo nó.